Thỏ Hốp thì đang ở chỗ loài chuối để tìm đồ ăn, còn lông mèo con Kiki thì đang chơi với cái chân máy quay. Đây chính là em Thỏ Hốp. Còn đây là mèo Kiki. Các bạn xem video mà mèo thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh của channel của mình nhé. Kitten Mèo VN. Đây là mèo con Kiki này.